Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tiếng Trung.vn. Và hôm nay chúng mình lại gặp nhau trong bài 10 kiểu người thường gặp trong tiếng Trung. Chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu 10 kiểu người này nhé. Y cân chiên, y cân chiên, y y cân chiên, y cân chiên, đầu óc thiện cận. Bế cân tha chào tức chỉnh lợ, tha y cân chiên, nì hái bù chứ tạo. Bế cân tha chào chỉnh lợ, tha y cân chiên, nì hái bù chứ tạo. Bế cân tha chào chỉnh lợ, tha y cân chiên, nì hái bù chứ tạo. Đừng có chào chỉnh có nghĩa là so đo, đừng so đo với hắn nữa. Tha y cân chiên, hắn là người có đầu óc thiện cận, nì hái bù chứ tạo mà. Bạn không biết sao? Chú trọng tờ rấn, chú trọng tờ rấn, chú trọng tờ rấn, người xuất chúng, người tài giỏi hơn người. Chú trọng có nghĩa là xuất chúng, tài giỏi. Yào số phèo lẹo, của mình công sư, xin lái tờ mì su, khở soạn sư cỡ, xăng mạo chú trọng tờ, nữ hài tử lợ. Yào số phèo lẹo, của mình công sư, xin lái tờ mì su, khở soạn sư, xăng mạo chú trọng的女孩子了。要说漂亮, nếu nói về xinh đẹp thì của mình công sư, công ty của chúng tôi, xin lái tờ mì su là thư ký mới đến. Xăng mạo chú trọng nghĩa là ngoại hình xuất chúng, nữ hài tử là một cô gái. Nếu nói về xinh đẹp thì công ty chúng tôi mới có một cô thư ký mới đến, phải nói là có ngoại hình rất là xuất chúng. Liang mian pai, kẻ hai mặt hai lòng. Wo zhi dao zen yang dui fu liang mian pai, er qie yi yan jiu neng kan chu shei shi yi guan liang mian tao hao de ren. Wo zhi dao zen yang dui fu liang mian pai, er qie yi yan jiu neng kan chu shei shi yi guan liang mian tao hao de ren. Wo zhi dao zen yang dui fu liang mian pai, dui fu nghĩa là đối phó, dui mian liang mian pai là kẻ hai lòng hai mặt. Tôi biết cách đối phó với kẻ hai mặt như thế nào. Yi yan jiu neng kan chu, yi yan ở đây là nhìn, chỉ cần nhìn thôi là có thể nhận biết được ra. Shei shi yi guan liang mian tao hao de ren, yi guan ở đây có nghĩa là quen với cái việc, liang mian tao hao de ren quen. Tôi có thể nhìn một phát là tôi có thể biết được ai là cái người mà đã quen với cái việc đi nịnh hót người ta rồi. Xả ta cỡ, kẻ khờ, gã ngốc, người vụng về. Thinh số, na cỡ, xả ta cỡ, bà tham mấn công sư tờ mãi mãi, cào tớ, y thoán giao. Thinh số, na cỡ, xả ta cỡ, bà tham mấn công sư tờ mãi mãi, cào tớ, y thoán giao. Thinh số, nghe nói, na cơ xả ta cơ, nghe nói cái gã ngốc kia, bà tham mấn công sư đã khiến cho công ty của họ mãi mãi là việc kinh doanh, đã khiến cho việc kinh doanh của công ty đó cào tớ y thoán giao, nghĩa là làm hỏng hết rồi, làm hỏng bét hết rồi. Nghe nói gã ngốc đó đã làm hỏng bét việc kinh doanh của công ty họ. Thinh số na cơ xả ta cơ, bà tham mấn công sư tờ mãi mãi, cào tớ y thoán giao. Sâu破烂的人, người nhặt đồng nát, người nhặt ve chai. Na xie sâu po lar de ren, dầu chê, chọn hụ, dầu sứ, dễ nâng, chân, bù sảo chén. Na xie sâu po lar the ren zou jie chuan hu you shi ye neng zheng bu shao qian.
Sâu破烂 là người Nhật đồng nát, người Nhật ve chai. Dầu chia choan hủ có nghĩa là đi hết, đến từ nhà này đến nhà khác. Dầu sứ đôi lúc thỉnh thoảng rừng bù sảo chén cũng kiếm được kha khá. Những người Nhật ve chai hết nhà này đến nhà khác thỉnh thoảng cũng kiếm được khá nhiều tiền. Xăng ba lão, xăng ba lão, xăng ba lão, người quê mùa, người vụng về. Tha sô, tha chuyện bú huệ, chả kể ý cờ xăng ba lão, bù quản, tha yếu, tua yếu, chén. Thinh sô, tha chuyện bú huệ, chả kể ý cờ xăng ba lão, bù quản, tha tua yếu, chén. Tha sô, cô ấy nói, tha chuyện bú huệ, cô ấy nhất định sẽ không. Chả kể ý cờ xăng ba lão, chả ở đây cũng nghĩa là gả, gả cho một người một quê mùa, một người vụng về. Bù quản tha tua yếu chén, cho dù anh ta có giàu có như thế nào hay chăng nữa, có rất là nhiều tiền như thế nào. Bù san bù sử de ren, bù san bù sử de ren, bù san bù sử de ren, người không ra gì, giờ ông giờ thằng. Lão Trang de gia li zong lai xie bù san bù sử de ren, ke xiang er zhi lão Trang bù shi shen me hao dong xi. Lão Trang de gia li zong lai xie bù san bù sử de ren, ke xiang er zhi lão Trang bù shi shen me hao dong xi. Gia li là đến ở nhà, zong lai thường hay làm sao, thường hay đến những người bù san bù sư, những thường hay có những cái người không ra gì đến. Khớ chẳng ở chứ là như thế thì có thể biết được rằng lão Trang bù sư sầm mà hảo tông xì, lão Trang cũng chả ra làm sao cả, cũng chả ra gì cả. Trong nhà lão Trương toàn người không ra gì, nhà lão Trương thì hay đến, hay có những cái người không ra gì đến. Thì nhìn như vậy thì chúng ta có thể biết được là lão Trương, con người lão Trương chắc cũng không ra gì cả. Sầu chi bao, 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 người bị chà đạp, người bị khinh khỉ. Tha thiên sinh chiu shi ge sầu chi bao, shen me shi dou bu gan shuo ge bu zi. Tha thiên sinh chiu shi ge sầu chi bao, shen me shi dou bu gan shuo ge bu zi. Tha thiên sinh chiu shi ge sầu chi bao, thiên sinh có nghĩa là sinh ra đã là một người, sầu chi bao là một người dễ bị khinh bỉ, một người dễ bị bắt nạt. Shen me shi, việc gì cũng đâu bù cản xô, đều không dám nói, bù zi không dám nói không. Miền ú biểu chính tờ rấn, 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 nghĩa là người vô cảm, người không có cảm xúc. Hớ nà xie miền ú biểu chính tờ rấn zài yì chì gông zuò, zhēn ràng rén biě qì. Hớ nà xie miền ú biểu chính tờ rấn zài yì chì gông zuò, zhēn ràng rén biě qì. Hớ nà xie miền ú biểu chính tờ rấn, nghĩa là cùng làm, yì chì gông zuò, nghĩa là cùng làm việc, cùng làm việc với những cái người mà vô cảm, người không có cảm xúc. Thì chân rằng rấn bia chị, bia chị có nghĩa là cảm thấy rất là ngột ngạt khó chịu, là khiến cho con người ta cảm thấy rất là ngột ngạt khó chịu. Sao sao sầu xin, 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 người hãm tài, sao chổn. Yǒu rén shuō nà gè nǔ rén shì gè sào shǒu xīn, shéi gēn tā jiē hūn, shéi dào méi. Yǒu rén shuō nà gè nǔ rén shì gè sào shǒu xīn, shéi gēn tā jiē hūn, shéi dào méi. Yǒu rén shuō có nghĩa là có người nói nà gè nǔ rén shì gè sao sầu xin, cô gái kia là sao chổi, cô gái kia là một cái người rất là không may mắn. Sấy cân tha chế huân, ai mà kết hôn với cô ấy thì sấy tàu mấy đều bị xui xẻo cả. Bài học ngày hôm nay đã kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hãy bấm like và follow chúng mình trên cả Facebook lẫn kênh YouTube Học Đến Chung với Thầy Phạm Ngân Châu nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp các bạn trong các video clip lần sau. Chào tạm biệt.